Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Chắc là những người nào mà quan tâm đến tình hình kinh tế cũng như là những chủ doanh nghiệp gần đây chắc đã quen với cái cụm từ đại suy thoái hay là siêu lạm phát. Có nghĩa rằng là trước đây người ta mua nhà, mua đất làm giàu. Thậm chí rằng là đi vay, đi mượn, thế chấp để mà đi mua đất bán lại kiếm lời gấp 2-3 lần. Mới gần đây tôi có coi một cái video một anh cò đất, tức là mua cái miếng đất này khoảng chừng 1 tỷ, sau đó có người trả 1 tỷ 9 không bán đó, để đợi lên tới 2 tỷ mấy mới bán. Cuối cùng rồi bây giờ đại suy thoái, người ta trả 1 tỷ mốt cũng không, bây giờ đưa cái giá 1 tỷ mốt cũng không ai mua đó. Thì chính vì vậy mà ngay cả gần đây tôi đọc một cái công ty bất động sản Trung Quốc, một trong những tập đoàn khá lớn, gần như là phải nói là có sức ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Thì cái ông chủ này vốn là cái kẻ mà học hành cũng chẳng cao siêu gì. Rồi sau đó rằng là phát triển vào những cái khu đô thị thấp, những cái nhà mà tầm trung, đó, tầm trung tới là tầm thấp để bán. Thì lúc đó là đô thị hóa bên Trung Quốc vậy, bán rất là lời, phát triển giàu có. Rồi tới thời bây giờ là bán không được, giá cổ phiếu tụt xuống tương đương với 2.000 đồng Việt Nam. Đó, hiện giờ đang lỗ. Thì chính vì vậy mà tôi gọi cái thời đại suy thoái này là cái thước đo để biết người nào tài giỏi hay không. Các bạn biết rằng những kẻ mà sống vì cơ hội, tụi nó tưởng nó giỏi, nhưng thật ra tôi nói các bạn điều này. Trước đây tôi hay nghe người ta nói vậy, có tiền là có tất cả. Cho nên thậm chí công an hay là cán bộ còn phải sợ cái giới mà có tiền. Tụi nó có tiền, thậm chí tụi nó gây chuyện, nó bảo đảm nó đun tiền là công an không bắt. Những cái câu như vậy nó đại loại, nó đồn và ai gần như người ta cũng sợ cái kẻ có tiền. Người ta cho rằng kẻ có tiền là ghê gớm lắm. Rồi tới bây giờ sau khi mà mấy đại gia nghìn tỷ bị bắt, thì cái chữ mà người có tiền nó bắt đầu nó lu mờ. Hóa ra có tiền mà đi tù cũng như thường. Là bởi vì sao? Bởi vì trước giờ người ta muốn cho các bạn hiểu như vậy. Người ta muốn cho cái đám dân đen mà tối ngày lên mạng coi hiểu như vậy. Còn thật sự, nhà nước nắm hết mọi vấn đề. Nhà nước thả ra lãi suất thấp, tại vì nhà nước nắm ngân hàng, nắm chính sách. Nhà nước thả cho lãi suất ngân hàng thấp xuống để tụi bay đi vay, đi mua đất. Tụi bay để tràn lan và tụi bay tích trữ thành một khối tài sản lớn. Rồi sau đó rằng là nhà nước mới bắt đầu là đẩy cái lãi suất lên. Để cho tụi bay phải trả nợ. Rồi tụi bay ôm một cái mớ tiền nợ, cái lãi suất khổng lồ tụi bay trả không nổi thì tụi bay phải bán giá rẻ. Và vấn đề là ai là người thu mua? Ngân hàng siết nợ. Ngân hàng định giá tài sản đâu có cao. Ngân hàng siết nợ. Siết xe hơi, siết nhà lậu, siết đất đai. Rồi những cái tài sản đó đi đâu? Các bạn hiểu không? Sau khi mà siết nợ xong rồi đi đâu? Phát mãi ra thì ai là người mua? Nó sẽ còn nhiều 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 cái bước chuyển tiếp cái tài sản đó qua nhiều người để cuối cùng rồi tới được cái người chủ nhân đích thực của nó. Nhà nước nắm hết. Giống như gần đây tôi ngồi tôi coi cái phim Tà hài hước. Mẹ tôi tức. Mẹ tôi nói nó hài hước. Tại sao mà nhà nước lại để như vậy? Công an đâu? Lúc đó tôi cười tôi nói mẹ ơi, bao nhiêu người ta nhìn ra được cái sự hài hước,
bản thân con cũng không hình dung ra được một luật sư mà thầy hỏi những câu ngớ ngẩn. Con có cảm giác nếu mà mẹ đứng lùi ra, mẹ sẽ thấy nó cảm giác nó giống như một cái kịch bản. Nó giống như một cái kịch bản hơn. Và chính vì rằng là cái mà ai cũng nhìn vào cũng thấy được. Ai nhìn cũng thấy được. Thì hỏi sao nhà nước không thấy? Ở sao ở trên không thấy? Nhưng trong khi mọi người chia phe ra, người bên người ủng hộ, người thì cảm thấy mọi thứ nó đang rối loạn, người cảm thấy rằng là nó chẳng còn phép tắc kỷ cương. Nhưng nói chung rằng là dù cho như thế nào nữa, mọi người cũng ngồi bàn về cái chuyện đó. Mọi người chỉ ngồi bàn về cái phiên tòa đó. Mọi người chăm chăm coi cái đám YouTuber nó phân tích ở trên đó. Và mọi người quên đi những căn biệt thự trăm tỷ của các anh kia. Nghe đồn anh phó tổng, nghe đồn thôi nha, cái này nghe đồn, tôi coi mạng chứ tôi không biết nào đồn nha. Đó. Thì có người đưa cái hình căn biệt thự 500 tỷ của anh phó giám đốc cái công ty mà EV gì đấy. Cho nên mới là phó thôi, còn trưởng thì chưa biết. Nhưng mà phó là đã cái nhà bành kia. Thì chính vậy là lúc này chẳng ai bàn tới mấy ông đó. Cũng chẳng ai quên luôn cả cái chuyến bay giải cứu. Chẳng ai bàn tới nữa. Lúc mà xét xử chuyến bay giải cứu cũng râm ran đồn. Thì bây giờ quên bén hết mấy thằng giải cứu đó rồi. Vậy thì các bạn ngồi làm đàm đạo đức. Các bạn làm ngồi nhàm nhà phân tích. Nha, người chính nghĩa thì cũng chính là những người bị xỏ cái mũi đi thật là dài. Thì các bạn phải hiểu ai là người nắm hết mọi thứ. Nếu là dân làm ăn mà trong sạch thì khó sống. Dân làm ăn mà có bẩn thì rất sợ bị thanh tra, rất sợ bị dòm ngó. Và chính cái rất sợ đó, dù là đại ca, tôi nói đại ca giang hồ ở tỉnh, mở bao nhiêu cái động, thu bao nhiêu đàn em, tiền là tiền tỷ, nhưng mà vẫn vân vân dạ dạ với những anh rồng xanh. Tôi nghe đồn rằng là dùng cái biệt hiệu đó mà để đi thu tiền. Rồng xanh nhắn các bé tới tháng chuyển tiền. Cho nên rồng xanh ngồi phòng VIP với lại rồng đen. Ghê chưa? Mà rồng đen tức tối gì đó mà rồng xanh nói một tiếng rồng đen phải nghe. Trong khi rồng đen ở ngoài chẳng sợ bố con thằng nào. Đó. Thì chính vì vậy mà dân làm ăn bẩn. Mà thiệt sự ra ở Việt Nam các bạn nói khi làm ăn trong sạch, tôi nghe tôi buồn cười chết. Giỏi. Giống như gần đây bạn tôi nó ngồi kể. Ở gần nhà tôi thì có cái khúc đầu đường Liên Kiệt là đường Thiên Phước. Trong cái đường nhỏ đó nó có cái đầu đường, nó có cái quán cà phê Viva Star. Thì các bạn biết hệ thống cà phê Viva Star rồi, nó nhiều lắm. Thì cái căn nhà đó là căn nhà đầu tiên của Viva. Sau đó cái ông chủ Viva mới bán lại cho là Bảo Dim Sum 35 tỷ. Thì bạn bạn tôi là thiết kế đó, về xây dựng, làm việc với Bảo Dim Sum cũng nhiều rồi. Cho nên rằng là lúc này mới ngỏ ý muốn thuê lại đó, cái căn nhà đó để mà làm văn phòng hay gì đó.
thì đề nghị là 60-70 triệu thôi. Không ngờ rằng ông chủ Viva quay lại đòi thuê lại căn nhà cũ mình với giá hơn 200 hay 230 triệu một tháng. Thế là bạn của bạn tôi mất vé. Thì tôi nghe câu chuyện đó tôi hỏi, ủa điên hả ta? Bán căn nhà 35 tỷ để rồi đi thuê 200 triệu một tháng. Tiền thuê một năm 2 tỷ. Đó. Thuê 5 năm thấy 10 tỷ. Trong khi rằng là nhà nó còn lên nữa. Ở cái vị trí mà ngon lành đắc địa nó còn lên nữa. Bạn tôi nó nói, trời ơi ông sao hiểu được người giàu. Ừ, nhiều khi người ta bỏ ra mấy chục tỷ nhưng người ta thu lại cả trăm tỷ chỗ khác sao? Cái đó tôi không biết. Nhiều khi á, tôi nói chuyện với bạn tôi nói ê, trước đây tao làm thường dân, đúng nghĩa thường dân, tao đi làm công, tao vô ngân hàng tao cũng bốc số, tao ngồi đợi như người ta. Còn giờ tao vô ngân hàng tao vô phòng VIP không mày, toàn là phó giám đốc rồi là giám đốc ngân hàng tiếp tao không mày. Ừ. Cái bạn thì đúng rồi. Có những cái mà tôi cảm thấy nên làm người bình thường thì có lẽ là mình sẽ không cần biết nhiều cái, thì mình cũng sẽ thấy là đúng rồi. Tôi nhớ cái câu chuyện gần đây tôi lại đọc được. Cái anh này là xuất thân cũng không phải là tiền sạch sẽ gì. Giàu có là nhờ những hoạt động mà xã hội đen. Nhưng mà sau khi mà rửa tiền xong thì lại là tham gia vào việc kinh doanh đàng hoàng. Rất thông minh và đưa được công ty là lên sàn. Trong mắt người ngoài đó là một doanh nhân thành đạt. Ừ. Thì cái gọi là ông chủ tịch kim đại ca xã hội đen này nè, có một cái câu thế này: điều đầu tiên của một cái người mà thành công phải học đó là kết bạn, đó là kết bạn. Thì khi mà ngồi dạy cái hậu bối thì cái anh chàng này là con của một ông đại ca khác, và cái ông đại ca khác này là bạn thân của cái ông chủ tịch đại ca này. Ừ. Thì ông này mới nói: ngày xưa tao chơi thân với ba mày bởi vì ba mày là cái người nghĩa khí đó, cho nên điều đầu tiên mà muốn thành công là mày phải học kết bạn. Mày chơi với này là đám người xấu, rồi sau này mày chơi với nó thì mày cũng kiếm tiền theo kiểu của nó. Cho nên bây giờ người mà nuôi chí lớn họ sẽ chơi với những người mà chí lớn. Thì thật sự ra mà nói, nếu mà qua cái góc nhìn của tùy người, giống như khi mà ông này ông rửa tiền xong rồi thì bây giờ ông trở thành một người tài giỏi, một người đáng kính, một người nghĩa khí. Nhưng mà để lên được đó, ông ta cũng có rất nhiều chiêu trò bẩn. Chính vậy tôi coi một cái câu chuyện mà tôi thấy con người nó biến hóa lúc đê tiện, lúc mưu mô, lúc chính nghĩa. Nhưng mà đúng là một điều, khi các bạn giàu rồi thì các bạn muốn nói chuyện chính nghĩa hay nói chuyện gì cũng được. Thật sự,
các bạn muốn nói ngồi kể chuyện là ngày xưa các bạn đã giúp đỡ bao nhiêu người. Tại vì bây giờ cái hình ảnh các bạn khác rồi. Cái con đường để mà leo lên cái tầm vóc vĩ đại đó, cái mưu mô và đê tiện đó, chỉ có những người ở thời điểm đó mới thấy. Còn những người sau này ngồi nghe các bạn kể chuyện, làm từ thiện, các bạn làm chịu tốt, người ta thấy được con người của bạn bây giờ thôi. Người ta ngưỡng mộ. Cho nên trong cái chuyện này, nó cũng mô tả cái nhân vật đó vậy. Nhưng mà thiệt sự ra tôi thấy một câu rất đúng. Đó là muốn thành công thì phải tập cách kết bạn. Cho nên đối với bản thân tôi kết bạn với những người mà tôi thấy được là họ cũng có cái tài năng ở trong đó. Và cái nữa, họ giúp mình thì cái chữ giúp đương nhiên nó sẽ có cái có lợi hơn với lại các bạn đi ra ngoài làm. Thí dụ các bạn đi sửa một cái xe, người ta lấy các bạn 20.000, thì cái người muốn giúp người ta sẽ coi cái xe của bạn kỹ hơn và người ta lấy giá 18.000. Thì đối với tôi cái người đó là giúp đó, chứ tôi không nói rằng là cái xe đáng lẽ sửa 20 đồng 20.000, mà vì rằng là anh muốn, tôi gọi là anh muốn được người ta coi anh là người tốt, thì anh chỉ cần lấy được 8 đồng 9 đồng thôi, anh phải thiệt 11 đồng, cái đó là quá đáng. Cho nên bản thân tôi thấy rằng là những người mà giúp mình, cho mình một cái mức giá phải chăng hơn các nơi khác, thuận mua vừa bán vui vẻ, đó đã là giúp rồi, không cần quá rẻ. Những người mà cho mình được cái lời khuyên khi mình khó khăn, đó là giúp. Huống chi có những người rằng là cho mình mượn tiền khi mình khó khăn, càng là giúp. Vậy thì đó là những người mà chúng ta nên kết bạn. Còn một cái tố chất nữa của cái người thành công, đó là tập trung. Tôi nghe được cái câu chuyện rằng ông Richard Branson, các bạn tỷ biết tỷ phú Mỹ Richard Branson, ông này rất nổi tiếng là bởi vì ông ta điều hành 300 công ty trên toàn thế giới. Đó, tiền ông ta lụm phải nói tính bằng giây. Thì chính vì vậy mà cái sự nổi tiếng và thông minh, nhiều người mời ông đi nói chuyện. Thì có một cái công ty nó muốn mời ông đến nói chuyện với lại là nhân viên, và nó đồng ý nó chi trả mức 100.000 đô một giờ. Sau đó cái người trợ lý của ông Richard mới nói: xin lỗi, ông ta đang bận. Nghĩ rằng ông Richard làm giá, bên này mới quyết định nâng lên 200.000 đô. Quản lý vẫn nói lại: à, ông ta đang bận. Thế là lần này công ty nó quyết phải thuê cho bằng được. Nó ra mức giá 500.000 đô một giờ. Và có chuyên cơ chở từ cái nơi của ông Richard tới cái chỗ nói chuyện. Vẫn bị từ chối. Thì nhiều người đọc câu chuyện này tới đây nghĩ là ông Richard Branson này bị chảnh, bị khùng. Đó là lý do mà nếu các bạn trách ổng, các bạn chỉ là những người bình thường. Thì ông ta từ chối là tại sao? Tại người trợ lý nói: hiện giờ ông Richard đang tập trung vào một cái dự án lớn của ông, cho nên ông không muốn bị là sao lãng. Thì cái người thành công họ có cái sự tập trung, tập trung vào cái mục tiêu của họ. Cho nên ba đức tính mà nãy giờ tôi nói rồi ha. Thứ nhất là học. Muốn thành công thì phải học, phải đọc rất nhiều cái kiến thức chứ không phải chỉ có lá cải. Đọc rất nhiều kiến thức để nắm về cái kinh tế chứ không phải là mấy cái mánh mung.
chơi bời với lại là rồng xanh rồng đen để kiếm tiền, mà là cái người giỏi là người có kiến thức về kinh tế rõ rệt. Thứ hai là tập kết bạn. Và thứ ba là phải tập trung. Nói thiệt chứ gần đây người ta trách Trấn Thành, nhưng mà tôi vừa mới coi cái chuỗi mà mặt nạ bí ẩn, cái game show, thì thiệt chứ nhiều người coi cái show này chủ yếu là nghe ca sĩ hát, đối tôi không phải. Lúc mà cái chương trình, cái tập mà có ca sĩ Mai Tiến Dũng lên hát, thì lúc đó là Mai Tiến Dũng mới kể: ngày xưa em có cái chất giọng nó bị khàn khàn, nhiều người người ta nói em á là chất giọng như vậy nên sửa đi, thậm chí nhiều nhạc sĩ nói em giọng em hát cái như sốt rét vậy. Thế là em nghe vậy em cố gắng em sửa, nhưng mà em sửa không có được, em sửa mà không được. Thì lúc đó là nhạc sĩ Đình Bảo mới nói với em: đó là đặc trưng của cậu, hãy giữ nó. Ca sĩ Mỹ Linh, diva Mỹ Linh nói câu: chà, Đình Bảo dữ vậy ta. Và chính vì vậy mà nó trở thành một cái chất giọng đặc trưng của Mai Tiến Dũng. Cho nên đối với những cái thí sinh mà bị nhận diện sớm, Trấn Thành nói: bạn bị loại sớm thì bạn phải mừng, là bởi vì chất giọng của bạn quá đặc trưng, nó chính là cái chữ ký của bạn. Người nghe, người ta nghe là người ta biết nghe cái giọng đó của bạn. Vậy thì có những người phấn đấu cả đời để tìm cái chữ ký cho riêng mình. Bạn đã làm được điều đó, cho nên bạn đã bị nhận diện là bởi vì bạn có cái chất giọng quá đặc trưng, bạn làm được điều đó. Và nói với Mai Tiến Dũng: hãy làm vì cảm xúc, cái bạn nhận lại là cảm xúc. Tức là hãy sống với lại con tim mình, với cái nhiệt huyết của mình, thì cái mà các bạn nhận lại chính là cái cảm xúc chân thật. Tới cái tập mà voi bản đôn hát, thì sau khi hát xong một cái bài quá xuất thần, Tóc Tiên mới nhận xét: bạn là ca sĩ mới đúng không? Tại vì sau khi bạn hát xong cái bài hát đó, hai tay bạn rung lên giống như rằng là tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Thì lúc đó là truyền hình quay lại cái cảnh mà hát xong, mắt nhắm mà tay thì rung đó, giống như cái người mà đó. Đây là một phản xạ tự nhiên, tức là bạn lần đầu bạn đứng một cái sân khấu lớn tầm cỡ, một cái game show tầm cỡ, và những người đã trải qua cái cảm xúc đó, lần đầu tiên đứng sân khấu lớn, họ nhìn họ biết. Cho nên những người mà trải qua, họ nhìn những người mới trải, họ biết. Vậy thì những người mà thành công, họ đã từng trải qua những cái phút non nớt đó, và họ thành công, vậy thì họ nhìn những người hậu bối, có những cái đặc tính nào của họ, đó là đặc tính của người thành công, họ sẽ nhận ra. Cho nên bạn làm vì cảm xúc, cái bạn có được là cảm xúc. Thì tôi thích những cái chương trình nó cho tôi thấy những cái mà để tôi tin tôi không sai, để tôi tin con đường của mình nó không sai. Còn những người mà chỉ lên cái game show chỉ để giải trí, cuộc đời các bạn không học hỏi được gì cả. Và các bạn cứ lên mạng nghe mấy thằng chém gió, hãy đọc sách. Một ngày tôi đọc bao nhiêu cuốn sách? Các bạn học có rất nhiều nguồn. Xem, nghe, nói chuyện đều là học, chứ không phải chỉ có đọc sách. Đó. Vậy thì cái bí quyết mà để vượt qua cái đại suy thoái này, học đi. Coi lại các cách kết bạn của mình. Tập trung. Và hãy tìm lấy cái cảm xúc để sống và làm việc. Chứ đừng làm việc như một xác chết.
Đừng làm việc để rồi kiếm tiền để mong muốn được hưởng thụ. Mà cho dù các bạn phải làm việc vất vả cả đời, các bạn phải có cái cảm giác rằng là mình đi làm là một đam mê. Đó, bí quyết để vượt qua. Cho nên tôi vẫn đứng ở đại suy thoái đây. Có một ngày, một cái bạn mà giáo viên và là học trò tôi nhắn với tôi thế này. Đây. Rồi để tôi mở tin nhắn ra nào. Bạn mới nói: dạo này gần đây có vẻ như vật giá leo thang, chưa hết tháng nhưng ba mẹ đã báo hết tiền, con cứ phải chuyển thêm. Tôi nói này là bà học trò tôi nha. Dạy từ hồi là nó học phổ thông tới bây giờ. Rồi tới sau này nó tốt nghiệp rồi đi thi theo nghề. Cho nên bản xưng bản con nha. Hôm qua ba con nói chuyện, chắc vô tình thôi. Mặc dù con biết rõ tình hình của mình, nhưng mà ba nói lo kiếm tiền đi rồi hãy nghĩ tới chuyện lấy vợ, chứ ba mẹ không có gì cho mày đâu. Thì biết rồi nhưng mà con vẫn thấy hụt hẫng sao á, cả đêm qua không ngủ được. Bạn gái con tâm sự, kể chuyện bình thường thôi, nhưng ba mẹ bạn nói sau này lấy chồng thì người đó phải lo được cho bạn. Thì con cũng muốn vậy, nhưng mà sau thời gian mà quen biết thì con biết nhà bạn gái có điều kiện, nên có lúc con cũng hơi tự ti. Thì tôi mới nói với bạn: thầy tin đệ thì giữ, khỏi lo. Thằng giàu, thằng nghèo nhiều tiền và thằng giàu chưa có nhiều tiền. Nên nhớ chúng ta là loại thứ tư. Cứ phải nghĩ mình là loại thứ tư, tức là loại là giàu nhưng chưa có nhiều tiền. Nam nhi có chí là có tiền. Thầy tự đi làm công, tháng vẫn kiếm là trên 30 triệu. Đâu cần dựa mát gia đình, nên giờ họ tôn trọng. Con sợ thất bại lắm. Biết bao nhiêu trách nhiệm còn phải lo, ba mẹ cũng có một mình con à. Tôi mới nói chẳng có gì là thất bại cả, chỉ là có lúc lên lúc xuống, khó khăn thì cứ hỏi mượn. Con sợ mắc nợ người khác lắm, túng quẫn lắm đó, thì con mới nghĩ tới, còn lại là cứ ráng cày, nhịn ăn nhịn này nhịn kia cũng được. Tôi mới nói: nợ thầy nè, một người từng làm mượn tiền đệ mình suốt cả tháng, cho nên hãy để con nợ được đền đáp. Thì bà mới nói: thầy là thầy con mà, thầy dạy con nhiều điều chín chắn phải làm và trở thành rồi. Một đứa bạn nữa của nó hiện giờ cũng đang làm chỗ tôi, một đứa mà gần như rằng là bất mãn với xã hội, bỏ học lớp 12. Sau khi nói chuyện tôi được vài ngày, đăng ký đi học bổ túc lại. Đi học bổ túc lại thì gặp ông thầy cà chớn. Ông thầy mới nói: biết thằng này bé nó học xong nó còn đi làm. Thế nói: mày nghỉ làm luôn đi. Ê, mày nghỉ học luôn đi. Mày đi làm mày, mày học làm gì? Rồi nó tức nó kể tôi: thầy coi á, ổng nói em vậy á. Ha, ổng đì em nữa chứ. Em làm ra làm bài toán của ổng, em làm ra đúng đáp số, chỉ có không giống cách ổng làm thôi, mà ổng đì em. Em đang định kiếm trường khác em học. Tôi nghe xong tôi nói: ủa, em mắc gì mà vì cái con người đó? Thứ nhất là cái chuyện em đi học và em đi làm nó đâu có ảnh hưởng đến nhau, em làm buổi tối mà. Hả?
nó không ảnh hưởng tới việc học của em. Đến nỗi mà các bạn biết, nó ngồi giữ xe mà nó mang tập theo, nó ngồi nó giải toán, nó vẽ tranh. Nè, cao to. Đó. Ngồi ở ngoài ghế, cầm tập ngồi học. Cho nên nó tại sao vì con người đó mà em phải bận tâm. Bây giờ em học xong rồi em thi đại học, có ai cần xét tới cái học bạ của em nữa đâu. Mà bây giờ toán người ta trắc nghiệm mà, chứ đâu phải toán hồi xưa mà có cách giải à, mà phải trình bày đúng. Bây giờ thằng nào mà bấm máy tính, thằng nào tính nhanh, thằng nào có mẹo, thằng đó làm đúng trắc nghiệm mà. Tôi động viên nó như vậy. Cho nên những con người xung quanh mình động viên họ. Mấy đứa học trò tôi như vậy. Có mấy đứa nhỏ 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 mới tiểu học vô lớp nói chuyện yêu đương, người yêu. Cái tôi bực quá. Rồi nói leo nữa. Chứng tỏ là ở nhà không ai dạy. Chính vậy tôi bực quá tôi mới nói. Bây giờ mấy đứa ra ngoài à, mấy đứa thấy mấy đứa mấy cái thằng, thí dụ mấy thằng mà nẹt vô, nó chạy ngang nó nẹt banh 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 banh, đám bạn nó kêu giữ mày giữ ngầu. Nhưng mà những người ngồi bên đường nó nói gì? Thằng bất dạy này con ai vậy? Cho nên mấy đứa nghĩ rằng mấy đứa chửi thề, mấy đứa ngầu. Nhưng thiệt sự ra là gì? Thiệt sự ra người ta không phải chửi mấy đứa, người ta chửi luôn cả ba mẹ mấy đứa. Có phải cái câu này mấy đứa nghe hoài đúng không? Đó. Mày bất dạy nè, con ai ta? Chính vậy là mình làm nhưng mà người ta chửi cả ba mẹ mình. Đó. Mỗi lần mà chửi thầy, thầy nhắc. Tại vì thầy biết con nít. Nhắc từ từ. Nhưng ngày hôm nay là thầy nạt, rồi thầy nói cho nghe đó. Học hành không lo. Vô nào là kể chuyện yêu đương. Có bồ. Tôi nói ngày xưa thầy học lớp 3, 4 á, thầy cũng biết thích nữa. Thầy thích bạn kia kìa. Cho nên về nhà chôm cái kẹp áo của mẹ, thấy nó vàng lấp lánh thích. Bỏ lén chôm, bỏ vô hộp. Sau đó là đạp xe đạp ra đứng đợi bạn đó. Đó. Rồi tặng. Hồi đó thích con ta là vậy đó. Còn bây giờ, thầy biết mấy đứa về nhà. Ba mẹ quăng cho cái điện thoại, mấy đứa muốn coi gì coi. Ở nhà, con thầy nó coi cái gì? Là có mẹ. À, có mẹ quan sát. Mẹ nó cho nó coi cái gì? Và thấy nó mở mấy cái tầm bậy hay bạ này kia là kêu nó không được coi. Mấy cái yêu đương kiểu đó đó là không được coi. Đó. Cho nên thầy biết là ở nhà không có ai coi cho mấy đứa làm gì. Rồi tưởng tượng ha. Bây giờ ví dụ như mấy đứa có một cái ông bác đi. Một ông bác là làm ăn. Ha, ăn mặc là chững chạc. Qua hỏi con. Sao con học sao rồi? Trời ơi, con học sinh giỏi hả? Trời đi thi hả? Học sinh giỏi. Giỏi quá, đây bắt thưởng nè. Ráng học nha con. Nghe khác. Một thằng bác á. Học sao mày? Hả? Trời ơi, học giỏi mày. Hả? Thì các bạn nghĩ rồi. Cái kiểu bác thứ hai thường là mấy thằng mà bá dơ. Hả? Thậm chí các bạn biết mặc quần cục cởi trần đi nhông nhông ngoài đường, giống tôi kể tụi nó có lần thầy ngồi thầy ăn mì vịt tiềm ở ngoài lề đường gần trung tâm, cái con ông kia ngồi trước mặt, cái người thì không có mập, tay chân thì cũng nhỏ, xương thì xẩu mà cái bụng bự ra vậy nè, mà cởi trần mặc cái quần jean. Chính vậy bụng bự quá đâu kéo quần được đâu. Đó, ngồi xuống trời ơi, nhìn thầy ngồi đằng sau mà.
khiếp, lòi ra nguyên cái khe. Ấy da, thiệt lúc đó là chỉ muốn cầm luôn cái xương vịt mà cắm thẳng cái chỗ đó. Cái tụi nó ngồi nó cười mà chưa ghê đâu. À, lát nữa đứng lên, trời, lông nách hai chùm đen thui nằm hai bên. Trời ơi, thiệt chứ mình đang ăn cái tô mì mà mình nhìn vô cái mình muốn bỏ luôn cái tô mì luôn, không muốn ăn luôn. Tụi nó cười rung rinh nữa. Đó, hai chùm lông nách. Ê! Rồi leo lên xe đâu đổ nón đâu. Mà lúc đó leo lên xe, leo lên chiếc SH màu trắng, tôi còn nhớ cái này chuyện thiệt nha chứ không phải tôi bịa. Leo lên chiếc SH màu trắng. Cởi trần. Phóng en. Mà trung niên rồi đó nha, chứ không phải là thanh niên đâu. Không phải thanh thiếu niên mà là trung niên. Là một cái thằng già, tôi xin lỗi nói tên này, là một cái thằng già. Một cái thằng già ăn mặc thì dơ bẩn. Ha, mà ra vẻ mình là có tiền, một cái thằng giang hồ vẻ rách nhưng mà lại thích ra oai. Đó. Cái khúc mà giải thích thanh hóa cái đó là khúc đó tôi đưa vô nha, chứ tôi không có nói trong lớp cho mấy thằng nhỏ nghe đó. Kể tới khúc mà cởi trần lên xe là hết rồi, đầu đội nón là hết rồi. Nhưng mà các bạn thấy một điều, hôm nay tôi đi đón con cái gì vui lắm. Tới trước cổng trường mình đưa cái xe mình thẳng vô, hướng mặt ra đường, đưa cái xe mình sát vô, còn có nhiều người tới đón con đậu ngang chắn ngang luôn. Tớ thay vì cũng đứng dọc dọc với nhau, lát nữa lấy xe đi nó dễ không, đứng chắn trước đầu xe người ta chơi vậy đó. Rồi có một thằng già, đúng nghĩa lại một thằng già, à, chạy chiếc tay ga giữa bao nhiêu người xung quanh, nó móc điếu thuốc nó hút, nó hút, nó thả khói, nó ngồi bỏ hai chân lên lên xe cái chỗ mà đằng trước á, chỗ gần chìa khóa, nó bỏ luôn hai cái giò nó lên đó, nó ngồi nó hút thuốc rất nhàn hạ. Nó thiếu điều lát nữa mà cái chống chân của nó mà yếu yếu, bữa nào mà nó ngã là xin lỗi chứ ta ngồi ta cười, ta cười mà hết buổi luôn. Nó đã đậu xe ngu rồi, nó hút thuốc, nó bỏ cái chân lên ngồi là tôi nhìn thấy đã thấy bẩn bẩn rồi. Thì trong đầu tôi nói lát nữa có mấy người sau tới cũng y chang chắn đầu xe người khác hết, đứng hàng ngang. Chắc nó không nghĩ rằng là lát nữa người ta đi ra bằng đường nào đâu, tụi nó không cần biết, nó đứng đó để tiện cho nó. Thì lúc đó tôi nhìn để nói phụ huynh nó cũng có phụ huynh dis phụ huynh dat, mấy đứa phụ huynh này nhìn vui thiệt. Rồi lúc tối đi nhà sách, tôi thấy mọi người đang xếp hàng, cái hàng cũng khá dài. Ừ thôi mình cũng xếp hàng, chui vô đứng xếp hàng, đứng đang đứng đã thèm, sắp tới lượt mình, một con đen thui ở đâu nó cầm hai cuộn băng keo ra, nó nhảy cái bóp nó quẳng lên sàn, lên cái quầy, nó quẳng cái bóp lên quầy xong nó đứng đó. Thêm con nhân viên nữa chứ, đang tính tiền say mê cái thấy ô có hai cuộn băng keo, tính nó trước. Thì chính vì vậy mà tôi nhìn cái, đương nhiên cái chuyện nó không đáng, nhưng mà tôi nhìn nha cái mụ đen đó, nó thấy nguyên hàng dài đang xếp không, và nó có cảm thấy cái bản mặt nó trở thành vô duyên không? Không hề. Nó tính tiền xong nó vẫn ung dung, nó đi, vừa đi nó vừa bấm điện thoại. Con đen đó nó không hề biết xấu hổ. Cho nên tôi thấy những cái dạng nó hoài. Hiểu sao mà đất nước phát triển không nổi. Cho nên bây giờ gửi con tôi thì bảo đảm đừng bao giờ nói thầy ơi con tôi nó nhẹ, nó sợ bị la lắm. Thầy đừng la nó nhé. Thôi, nếu không la thì đem về tự dạy luôn đi. Cho nên bây giờ tôi lại mấy đứa nào mà chẳng hạn đổ trên bàn tôi nha, đứa nào mà nó lên nó đụng cái có con bé trong lớp dễ thương lắm ha, tôi kêu phối hợp thầy ơi, thầy nói mất ha,
là mình phải nói gì? Dạy. Cái mỗi lần là đứa nào mà phá hay là vua hay là giống như nghịch độ thì kêu am đó, con hát gọi tắt tên đi hả, hát ơi nó lấy đồ đây nè, mất, nó ngồi dưới dây đó, quê quá. Cho nên lúc đó tôi với hai đứa hả, tôi hai thầy trò cười khà khà khà. Vậy thì đó cũng là kỷ luật đó. Còn thí dụ như là cái đứa mà chuyên chửi thầy, nó chửi bài quen miệng luôn. Tôi nói mỗi lần chửi bài là thầy thả tim nha. À, biết thả tim sao? Thả vậy nè, tay lại gần là nó thành nhéo đó. À, chính vậy mỗi lần mà thấy tôi đưa, nó vừa nó buột miệng, nó chửi thầy xong, lại quay nhìn tôi là tôi thấy thả tim. Là nó y chóc bay lại nhéo đùi đó, đã dặn không chửi thầy rồi, con quên, con quên thì cứ một bây giờ cứ nhớ mỗi lần quên là thầy thả tim, ok thả tim nè đó, phạt nó vậy đó. Cho nên có lúc thì rất dữ nhưng có lúc thì hài hài, thậm chí mấy con nữ tôi vậy nữa. Ông bà đã có câu gì hả, ăn coi nồi ngồi coi hướng, mấy đứa biết câu đó không? Cái tôi giải thích, con gái là mình phải ngồi gần cái nồi, tại vì trong bữa cơm á mình sẽ xới cơm cho mọi người, cho nên con gái đảm đang á là cứ thấy bữa cơm chung gia đình cái nồi ở đâu là mình ra đó mình ngồi, gọi là trong ăn coi nồi là như vậy. Còn ngồi coi hướng, thí dụ ha, mình lỡ mình mặc cái đầm mà mình ngồi, cái tôi quay ghế ra ngồi chẳng hạn vậy nè, tụi nó cười quá trời hả, gái đứa vậy, cái tôi minh họa, tôi nhảy đất nè, ngồi cái chân nó phải chéo qua vậy nè. Cái tụi nó cười nữa, nó kêu à thầy BD, nói thầy minh họa chứ không phải thầy BD đó, nhớ nha, ngồi vậy nè đó, hai chân để chéo qua phía, ngồi nghiêng qua. Cười rung rinh đó, dạy đạo đức. Cho nên đôi khi dạy con nít nó vui ở chỗ đó, nhưng mà biết tính tôi thì biết có lúc tôi la, có lúc tôi chọc cho cười, thì đó mới là dạy. Chứ còn thấy nó chửi thề mà không nhắc, rồi tối ngày có người thì lôi ba cái chuyện đạo đức vớ vẩn ra giống màn diễn giả. Không biết con dạo này có con diễn giả nào ghét tôi rồi kêu hacker dìm lượt xem tôi không? Thấy rớt view hẳn. Mà thôi kệ. Hả? Xã hội chính nghĩa mà. Giống như nãy tôi nói mấy thằng mà ngồi co chân lên vậy đó. Mấy thằng đó cũng chính nghĩa lắm. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Hẹn gặp lại.